Các học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức bài 57 quy đồng mẫu số các phân số tiết 2 Để theo dõi toàn bộ video về môn toán lớp 4 sách kết nối của kênh Thành Đô Vlog kem có thể tìm kiếm với từ khóa toán 4 kết nối Thành Đô Vlog Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất về môn toán lớp 4 từ kênh Thành Đô Vlog kem có thể tham gia nhóm Zalo gia hoàn toàn miễn phí bằng cách là kem mở Zalo bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là kèm tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Kèm nhớ xin phép phụ huynh trước khi tham gia nha. Để tiếp thêm động lực cho kênh Thành Đô Vlog, quý vị phụ huynh có thể ủng hộ kênh theo số tài khoản được đặt ở phần mô tả của video. Kênh Thành Đô Vlog xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Bài tập số 1. Quy đồng mẫu số các phân số. Câu E. 5 phần 6 và 11 phần 24. ta nhận thấy 24 chia hết cho 6 vậy kem chọn 24 là mẫu số chung ta có 5 phần 6 bằng kem lấy 24 chia 6 được 4 như vậy kem lấy tử số nhân 4 mẫu số nhân 4 5 nhân 4 bằng 20 6 nhân 4 bằng 24 câu B 7 phần 15 và 19 phần 45 Ta nhận thấy 45 chia hết cho 15 Vậy kem chọn 45 là mẫu số chung Kem lấy 45 chia 15 được 3 Như vậy 7 phần 15 bằng Kem lấy 7 x 3 15 x 3 7 x 3 bằng 21 15 x 3 bằng 45 Câu C 2 x 3 Và 77 phần 300 Ta nhận thấy 300 chia hết cho 3 Vậy kem chọn 300 là mẫu số chung Ta lấy 300 chia 3 được 100 Như vậy kem lấy 2 x 100 3 x 100 2 x 100 bằng 200 3 x 100 bằng 300 Như vậy là ta đã đưa hai phân số này về hai phân số có cùng mẫu là 300 Bài tập số 2 Rút gọn rồi quy đồng mẫu số các phân số theo mẫu Trước hết chúng ta có mẫu sau 5 x 15 và 4 x 18 Đầu tiên là kem rút gọn phân số 5 phần 15 5 và 15 cùng chia hết cho 5 Kem rút gọn bằng cách là lấy tử số chia 5 Mẫu số chia 5 5 chia 5 được 1 15 chia 5 được 3 Tiếp theo kem rút gọn phân số 4 phần 18 4 và 18 cùng chia hết cho 2 Kem lấy 4 chia 2 được 2 18 chia 2 được 9 Bây giờ các em quy đồng mẫu số của hai phân số 1 phần 3 và 2 phần 9. Ta có 1 phần 3 bằng 9 chia hết cho 3. Các em lấy 9 chia 3 được 3. Như vậy, các em lấy tử số nhân 3. Mẫu số nhân 3. 1 x 3 bằng 3. 3 x 3 bằng 9. Theo mẫu, các em làm câu A. E. câu E 2 phần 36 và 8 phần 12 Trước hết kem rút gọn phân số 2 phần 36 2 và 36 cùng chia hết cho 2 2 chia 2 được 1 36 chia 2 được 18 8 và 12 cùng chia hết cho 4 8 chia 4 được 2 12 chia 4 được 3 Bây giờ kem quy đồng mẫu số của 1 phần 18 và 2 phần 3. Ta có 2 phần 3 bằng 18 chia hết cho 3. Kem lấy 18 chia 3 được 6. Như vậy kem lấy tử số nhân 6 và mẫu số nhân 6. 2 nhân 6 bằng 12. 3 nhân 6 bằng 18. Tiếp theo kem sang câu B. 10 phần 25 và 14 phần 40. 10 và 25 cùng chia hết cho 5. 10 chia 5 được 2. 25 chia 5 được 5. 14 phần 40. 14 và 40 cùng chia hết cho 2. 14 chia 2 được 7. 40 chia 2 được 20. Bây giờ kem quy đồng mẫu số của 2 phần 5 và 7 phần 20 ta có 2 phần 5 bằng 20 chia hết cho 5 Vậy kem chọn 20 là mẫu số chung Kem lấy 20 chia 5 được 4 Như vậy kem lấy tử số nhân 4 và mẫu số nhân 4 2 nhân 4 bằng 8 5 nhân 4 bằng 20 Tiếp theo là kem sang bài tập số 3 Quy đồng mẫu số các phân số theo mẫu Ta có mẫu như sau 2 phần 3, 3 phần 4 và 7 phần 12. Trước hết là 2 phần 3. Ta nhận thấy mẫu số lớn nhất ở đây là 12. 12 chia hết cho các mẫu số còn lại. Vậy kem chọn 12 là mẫu số chung. Kem nhớ, khi quy đồng mẫu số của các phân số nếu mẫu số lớn nhất mà chia hết cho các mẫu số còn lại, thì kem chọn mẫu số lớn nhất là mẫu số chung. Ở đây kem chọn 12 là mẫu số chung. Ta lấy 12 chia 3 được 4. Vậy kem lấy tử số nhân 4 và mẫu số nhân 4. 2 nhân 4 bằng 8, 3 nhân 4 bằng 12. Tương tự, 3 phần 4 bằng. Kem lấy 12 chia 4 được 3. Vậy các em lấy tử số nhân 3 và mẫu số nhân 3. 3 nhân 3 bằng 9, 4 nhân 3 bằng 12. Phân số 7 phần 12 nó có mẫu số là 12 rồi. Thì các em giữ nguyên. Theo mẫu, các em làm câu E. Mẫu số lớn nhất là 35. 35 chia hết cho 5 và 35 chia hết cho 7. Vậy các em chọn 35 là mẫu số chung. Ta có 3 phần 5 bằng 35 chia 5 được 7 Vậy kem lấy tử số nhân 7 và mẫu số nhân 7 3 nhân 7 bằng 21 5 nhân 7 bằng 35 Tiếp theo là 4 phần 7 bằng Kem lấy 35 chia 7 được 5 Vậy kem lấy tử số nhân 5 và mẫu số nhân 5 4 nhân 5 bằng 20 7 nhân 5 bằng 35 9 phần 35 Nó có mẫu số là 35 Các em giữ nguyên Câu B Ta nhận thấy mẫu số lớn nhất là 54 54 chia hết cho 6 54 cũng chia hết cho 9 Vậy các em chọn 54 là mẫu số chung Ta có 5 phần 6 bằng Lấy 54 chia 6 Được 9 Vậy các em lấy tử số nhân 9 và mẫu số nhân 9

Tiếp theo là các em sang bài tập số 4 Chọn câu trả lời đúng Phân số nào sau đây Có mẫu số là 72 Và bằng 2 phần 9 Rồi muốn có phân số Có mẫu là 72 Mà bằng phân số 2 phần 9 Thì đơn giản thôi Các em lấy 72 chia 9 được À được 8 Được chưa 72 chia 9 được 8 Vậy muốn phân số này trở thành phân số có mẫu là 72 thì chúng ta phải nhân cả tử số và mẫu số với, với 8 2 x 8 bằng 16 9 x 8 bằng 72 Phân số tìm được là 16 phần 72 Các em chọn đáp án C Rồi bài học hôm nay đến đây là kết thúc Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp Chúc các em học tốt